Ba thái độ sống của người khôn ngoan. Mến chào quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, đời người vốn chỉ được sống một lần. Những người coi trọng cuộc đời thì cuộc đời sẽ không bao giờ bạc đãi họ. Bản thân cuộc sống vốn giống như một chiếc gương. Khi bạn cười với nó thì nó sẽ cười với bạn. Còn nếu bạn khóc với nó thì nó cũng khóc với bạn. Nếu bạn đối với cuộc sống có thái độ lười nhác, bất cần, ruồng rẫy, để mặc dòng đời tự trôi, như vậy thì cuộc sống sẽ không tiếc rẻ gì hồi đáp lại bạn những ngày tháng khô khan, nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng nếu bạn đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết, thì ngọn lửa bùng cháy này sẽ khích lệ bạn dũng cảm thẳng tiến, vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Bởi trên thế gian này vốn không có thứ gì là đặc biệt chuẩn bị sẵn cho bạn cả. Bản thân bạn cần phải bắt tay sáng tạo mới có thể thật sự vừa lòng thỏa ý được. Cho nên, thứ quyết định chất lượng cuộc sống không phải tiền bạc hay vật chất mà là thái độ sống của chúng ta. Sinh mệnh đến rồi lại đi, ngày tháng trôi đi chẳng chờ một ai. Thời gian không phải là vô hạn. Vậy thì hãy tranh thủ khi đang may mắn được tận hưởng cuộc đời này để thay đổi thái độ sống sao cho thật đáng với cơ hội được sống hiện tại. Theo đó, để sống tốt cuộc đời này, bạn cần ghi nhớ thái độ sống của kẻ khôn ngoan là tránh xa ba cái tùy sau đây. Không nói lời tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, không làm người tùy tiện. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, không nói lời tùy ngữ. Sống trên đời, muốn nhận được sự tôn trọng của người khác, trước hết phải biết đối nhân xử thế chân thành, nhưng cũng phải khôn ngoan. Cổ nhân xưa có những điều răn vô cùng sâu sắc cho đến ngày nay, đó chính là không được nói tùy ngữ. Có câu, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, ý rằng bảo chúng ta trước khi nói điều gì đều phải nghĩ trước hậu quả và phải đặt mình vào vị thế của người nghe, biết được lời nói của mình có phù hợp hay không. Người xưa có câu, thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người 6 tháng dằm. Bất cứ lời nói tùy ý nào đều có thể để lại những kết quả khác nhau. Lời hay, ý đẹp, khích lệ người khác sẽ mang đến thiện lành. Còn lời nói xấu làm tổn thương người thì lại có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Ngôn ngữ là cây cầu kết nối giữa người với người, cũng là phương tiện quan trọng để chúng ta nhận thức được thế giới bên ngoài. Vậy nên, nếu muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm người nghe vui vẻ, hài lòng, dễ nghe lọt tai, thì hãy nói lời tốt đẹp. Cũng có cách ví von rằng, cái miệng giống như cái cửa lớn, không biết giữ miệng giống như để cửa toang hoác, kẻ lạ mặt sẽ dễ dàng đột nhập và biết hết tất cả bí mật bên trong. Ý chí cũng giống như tay chân của trái tim. Khi ý chí không kiên định, tay chân dễ đi loạn xạ và đi vào con đường tà đạo. Cũng giống như khi người ta thiếu kiên định, người ta dễ bị dụ dỗ lôi kéo trong một phút yếu lòng. Lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được nữa. Cho nên mỗi câu trước khi phát ngôn đều cần phải suy nghĩ cho cẩn thận. Miệng của chúng ta là người phát ngôn của trái tim chúng ta. Nói cái gì, nói như thế nào cho phù hợp với tình huống, không do miệng quyết định mà được quyết định bởi trái tim và trí óc. Miệng người giống như đao kiếm sắc bén, có thể mang đến nhiều điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng cũng có thể dễ làm điều ác, gây họa cho người. Thuận miệng hứa hẹn chỉ khiến uy tín của bản thân tổn hại trong mắt đối phương. Nhưng những chuyện mình không thể làm được, tốt nhất đừng gieo hy vọng cho lòng người khác. Làm vậy chẳng khác nào đang tự phá hủy danh dự của bản thân. Đó không phải là cách hành xử của người khôn ngoan. Chuyện riêng tư của người khác không thể nói ra. Những bí mật mà người khác vì tin tưởng nên mới chia sẻ với bạn thì nhất định phải giữ cho kín. Một khi hủy hoại lòng tin của người khác thì bạn chẳng còn đáng tin trong mắt bất cứ ai nữa. Khi tức giận, hai người tốt nhất nên tách nhau ra, cho cả hai khoảng lặng để suy nghĩ và bình hòa lại. Sau khi cơn giận nguôi đi, hãy tiếp tục giao tiếp. Nếu không, những lời nói trong lúc tức giận có thể sẽ hủy hoại mối quan hệ giữa cả hai. Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng.
Nếu không biết rõ ràng, tường tận sự việc nào đó thì cứ bảo không biết. Đừng cố vẽ ra một kịch bản sai sự thật để chứng tỏ rằng mình hiểu biết. Vì bạn sẽ không biết người đối diện sẽ moi móc lỗi sai của bạn hay đem câu chuyện đó mách lẻo với người khác và sinh ra rất nhiều rắc rối về sau. Thứ hai, không làm việc tùy hứng. Làm việc gì cũng vậy, hãy để tâm và có trách nhiệm với những gì mình làm. Có như vậy, bạn mới có thể nhận lại kết quả đáng mong đợi. Đừng làm mọi thứ một cách tùy tiện hời hợt, hứng đến thì làm, hứng đi lại bỏ dở. Hãy nhìn vào tổng thể và tính đến tương lai lâu dài, chứ không phải mang tâm tình nhất thời. Nếu bạn muốn vào một trường đại học tốt, bạn phải học tập đủ chăm chỉ. Muốn tìm được công việc tốt, bạn phải có đủ năng lực cho công việc đó. Mọi thứ trên thế giới đều có giá của nó. Để có được thứ bạn muốn, bạn phải trả giá. Không có thứ gì tự dưng từ trên trời rơi xuống, chứ không thể tùy hứng muốn làm gì thì làm đó. Ai cũng có hoàn cảnh thân phận khác nhau và có trách nhiệm của riêng mình. Người là trụ cột của gia đình và có trách nhiệm với gia đình. Người thầy là trụ cột của trẻ em và có trách nhiệm với học sinh. Trong nhiều trường hợp, hành động của chúng ta không xuất phát từ tâm trí mà đến từ cảm xúc của chính chúng ta. Lúc đầu ta có hứng thú nên bắt tay vào làm rất chăm chỉ. Nhưng sau vài ngày, bản thân ta lại cảm thấy chán và bỏ dở. Lấy ví dụ như việc học ngoại ngữ. Hôm nay thấy hào hứng với việc học từ mới, bạn lập tức bắt tay vào học luôn. Nhưng sau một tuần, bạn bắt đầu thấy lười, mất hứng và bỏ đó. Đến khi thấy người khác thành công bằng cách học đó, bạn lại tặc lưỡi cho rằng họ thông minh, họ có thời gian, rồi ghen tị với họ. Nhưng bạn có nghĩ rằng trong khi những người kia đang ra sức học ngày học đêm, miệt mài từ ngày này sang ngày khác, thì có lẽ lúc đó bạn đang mải mê xem một bộ phim, đọc một quyển truyện hay là cả trong các nhóm chat với bạn bè, nói về chuyện trên trời dưới đất. Ai cũng có quỹ thời gian là 24 tiếng, sắp xếp công việc sao cho hợp lý thì bạn sẽ có thời gian làm được nhiều việc. Làm việc tùy hứng thì đến khi hết hứng sẽ chẳng ai làm được gì nên hồn. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của con người, chỉ có kiềm chế được cảm xúc thì mới có thể làm chủ được cuộc sống của chính mình. Do đó, bạn phải chủ động kiểm soát cảm xúc của bản thân và biết điểm dừng. Thứ ba, không làm người tùy tiện. Cùng với không nói tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, thái độ sống của kẻ khôn ngoan còn thể hiện ở việc không làm người tùy tiện. Cuộc sống luôn có nhiều cám dỗ, con người cũng có những khuyết điểm của riêng mình. Nhưng con người hơn nhau ở chỗ, ai có khả năng kiềm chế dục vọng và sống có nguyên tắc thì kẻ đó sẽ chiến thắng. Làm người không thể quá tùy tiện. Người quân tử là người biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, phải có lương tâm và đức độ của bản thân. Cho dù trong hoàn cảnh nào, một người phải hành động sao cho hợp tình, hợp lý, hợp pháp và không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm của bản thân. Nhưng khi một người vi phạm lỗi, dù cho lỗi đó nhẹ, không vi phạm pháp luật, nhưng lương tâm sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta sẽ phải chịu dằn vặt do cắn rứt lương tâm và quẫy vùng trong đau khổ. Xã hội có quy tắc, làm người cũng cần có nguyên tắc. Một người tử tế, lương thiện, sống có nguyên tắc sẽ được mọi người quý mến và tôn trọng. Ngược lại, người không có đạo đức và vô lương tâm sẽ chỉ khiến mọi người tránh xa. Thế sự biến đổi không ngừng, đời người ngắn ngủi có vài chục năm. Đừng hoài phí cuộc đời trong trò chơi của tuổi trẻ. Mỗi người chỉ sống một lần, hãy cứ nỗ lực phấn đấu, làm việc chăm chỉ và gặt hoa thơm trái ngọt của riêng mình để làm cho cuộc sống này có giá trị. Bạn coi trọng cuộc sống, bạn sống nghiêm túc và làm nhiều việc có ý nghĩa thì cuộc sống chắc chắn sẽ không bạc đãi bạn. Người sống nghiêm túc sẽ có thể nhận được phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống. Phần lớn con người ta thiếu thốn không phải là tiền mà là tâm thái nhiệt tình đối với cuộc sống. Có những mục tiêu và theo đuổi cụ thể đối với cuộc sống tốt đẹp. Rất nhiều người luôn thích đổ lỗi cho hoàn cảnh để bao biện cho thái độ sống thả trôi theo dòng đời của mình. Rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải sống tạm bợ, đó chỉ là lý do mà thôi. Người khác sống như thế nào
vốn không quan trọng. Điều quan trọng là bạn rốt cuộc muốn sống cuộc sống thế nào. Hơn nữa, bạn không có tiền nhưng có thể đặt tâm suy nghĩ. Không tiền có thể đặt ra mục tiêu theo đuổi. Không tiền có thể tìm kiếm hứng thú niềm vui. Không có tiền có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo khác. Sống không được tốt thì tuyệt đối đừng nên cam chịu, đừng nên để hoàn cảnh chi phối, mà hãy cố gắng thay đổi. Cuộc sống của bạn ra sao phụ thuộc vào thái độ sống mỗi ngày của bạn. Cuộc sống tốt là một loại năng lượng và thái độ tích cực. Nếu bạn tin rằng bản thân xứng đáng để có một cuộc đời đẹp đẽ, thì bạn mới biết cách yêu bản thân mình hơn, làm cho bản thân tốt hơn, trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và có đủ năng lực để tiến bước về phía trước. Nếu đến bạn còn không tin vào bản thân mình, thì ai có thể giúp bạn? Tin tưởng bản thân có thể trở thành một người xứng đáng với những điều tốt đẹp, khiến bản thân trở thành một người đáng được yêu, thì bạn nhất định sẽ gặp được người xứng đáng với bạn. Cảm ơn những gì đang có, trân trọng mọi thứ xung quanh, nỗ lực tạo dựng tương lai để bản thân có cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc, vui vẻ cho những người xung quanh. Bạn sẽ nhận được tình yêu, sự tôn trọng và cảm kích. Đó mới chính là thái độ sống của kẻ khôn ngoan mà bạn cần hướng tới. May mắn có lẽ do trời sinh, nhưng vận mệnh tốt thực sự lại phụ thuộc vào sự nỗ lực của bạn trong những ngày tiếp theo của cuộc đời.